và trận đấu đã được bắt đầu. Ở phía bên trái là đội màn ảnh nhỏ của các bạn là đội Khai Thiên, còn ở bên phía bên ngược lại, phía bên phải là đội Thua Đeo Ạt. Lúc này thì vẫn là những pha dàn trải đội hình ra rất rộng. Ở đây thì có hai người bị chói là 159 và 157. Tuy nhiên cover khá tốt là 160 bị đánh ngay lập tức. Bởi vì dám cover đồng đội của mình. Ở bên đây thì hai người này vẫn bị control ở đây, 162 và 162 và 159. Tuy nhiên đã quay phong ha ra được rồi, một người thì chỉ cần nhẹ anh công ra thôi. Vẫn đánh rất tản mát, chưa có sự tập trung lại ở đây. Không ai dám tập trung đội hình lại để bị ăn chói hết. Có bom khói ở giữa, tuy nhiên là cũng không có nhiều đam đưa vào để nó lên đam này. Ông này thì đi chói tôi mới ghê chứ. Chói được hai người của chói được hai người ở đây là 158, 159, 162 cũng lao vào. Lao vào bút kim đỉnh rất nhanh. Tuy nhiên vẫn bị khống chế. Team Thua Đeo Ạt đang gặp khá nhiều khó khăn, thì liệu họ có đeo ạt thật không? Vâng, nhưng control ở ngoài khá là tốt. Một pha chém huyết hải của 169. Giữ được ba người ở đây. Chó đâu rồi? Vâng, và chó đâu rồi? Tuy nhiên đã đẹp được. Chém huyết hải ngược ra là số 001. Liên tục là những pha chém huyết hải ở vị trí này, tuy nhiên là cả hai đội đều thoát ra thành công. Sao đi chói tôi hoài vậy? Mẹ cáo này cũng giống áo đỏ nữa chứ. Thật là khổ. Ở giữa đang có pha cơ bát rất lớn ở đây. 159 đang chém khá là đau, 002 chỉ còn một ít máu thôi. Lúc này đang xây phong hoa, nhưng phong hoa thì có thể là sẽ chết đấy. Có thiên mã kịp hay là không? Lui ra được rồi. Và đã thiên mã thành công. Tiếp tục là chém huyết hải ma đau từ số 001. Tuy nhiên là không giữ được ai lại, và 001 đang gặp nguy hiểm ở đây. Nhưng bên này thì đẹp hơn khi mà chói được tận 2 người, 3 người. Con tên đường môn ở đây khống chế khá nhiều người của Khai Thiên. Tuy nhiên cover khá tốt là team Khai Thiên khi mà 162 và 159 đã bị giữ lại. Không thể tiếp tục dùng đam, 001 đang bật cái khai thác cơ của mình. Trúng 2 người, 3 người. Gom một cục khá là đẹp. Team Thua Đeo Ạt đang control vào vị trí này. Khá nhiều người ở đây. Chắc chắn là sẽ có người nằm xuống rồi, bắt đầu đáng ngựa rồi. Một số 1 đã nằm xuống ở đây. Tuy nhiên ở bên đây thì 001 và 006 đang bị control lại. Có lẽ là sẽ phải nằm xuống nếu mà có một cái chó đẹp nữa. Nhưng tất cả lại thoát ra một lần nữa, 001 đã thiên mã thành công. Đây là người cầm đã thiên mã thành công rồi. Rất nhanh, 006 thì đang bị giữ lại ở đây. Nhưng tôi nghĩ là sẽ không chết bởi vì đang có khá nhiều đồng đội của anh ở đây. Chắc chắn sẽ cover được thôi. Có kim đỉnh rồi. Tuy nhiên vẫn bị control ở đây. Chúng ta hãy cùng xem tình huống này. 001 đang khai thác cực, giữ được khoảng 2 người. Đó là 158, 162 và cả 157 nữa. Chói khá tốt. Đã có kim thiền nhưng vẫn bị chói lại. 001 đã chuyển qua đánh huyết sát đao rồi, không có cổ phổ trồng vào. Bên đây thì 03 và 160 đang solo với nhau. Trong khi đồng đội đang bị đánh như thế này thì lại đi solo là thế nào? Con pha đạt ma ở đây. Và 157 và 158 đã nằm xuống rồi. Lúc này thì team Khai Thiên chắc chắn đã gặp khó khăn rồi. Khi mà chỉ còn có một mình ông 160, cái ông mà đi solo với người ta. Khi mà đồng đội mình đang đánh nhau bu đầu đổ máu thì ông ấy đi solo. Và lúc này thì ông ấy sẽ là người cuối cùng nằm xuống ở đây. Có thể thấy là team Khai Thiên đã giữ vị trí khá là tốt. Và trọng tài đã đưa ra quyết định của mình là hiệp 1 đã kết thúc, thì phần thắng đã nghiêng về team Khai Thiên và team Thua Đeo Ạt đã thua trận đấu đầu tiên. Và hiệp đấu thứ hai đã được bắt đầu.
Hai đội lại lao vào nhau một lần nữa. Bắt đầu tìm hiểu sơ bộ, lúc này thì đội Khai Thiên đang đứng khá gần nhau. Đây là một cơ hội chói cho giật xích một người về. À, nhập có thì có nhập chữ 2L luôn nha bạn. 160 rất hung hãn lao lên và đã bị control lại ở đây. Nhưng xoay phong hoa ra khá là nhanh. Lại có màn solo giữa 006 và 157. Ở phía bên kia, cố gắng chói vào. Đánh vẫn rất tập trung. Có 3 người đang bị stun của quân tử đường ở đây, tuy nhiên là khá xa nhau. Bị chói rồi. Đó là 2 người. Xoay phong hoa vào lấy đam, tuy nhiên là vẫn chưa có control tiếp theo, đã xoay ra rồi. Lúc này thì combat đang nổ ra trên toàn bản đồ. Có vài người của Khai Thiên bị control lại ở đây. Tuy nhiên vẫn thoát ra rất là nhanh. Những pha chồng CC của Thu Đạt vẫn chưa tốt lắm. Ở đây thì 157 đang bị giữ lại. Ông 006 này có vẻ khá thích solo. 001 cũng thấy vui. Bảy qua phụ luôn. 157 đang bị giữ lại ở đây. Tuy nhiên có 160. Đánh xong đầu cười là cốc. Không chém văng ra được. Và combat lại nổ ra ở đây rồi. Đang xoay phong hoa đã có một cái phóng hoa đôi ao rồi. Tuy nhiên chỉ chung có một người à. Khá là đáng tiếc. Pha chém này thì tốt hơn. Chúng hai người nhưng không có huyết tẩy sơn hà bồi vào. Đã có huyết tẩy sơn hà bồi vào của 158 rồi. Vâng, ở hai góc rất gần nhau. Cả hai team đều bị cầu tròn hai người và đều thoát ra được. Ở đây thì đang bắn kích chọc xuống 006. Lại chém phóng hoa đôi ao một lần nữa. Chúng ba người, chói đâu, đã có cấm té, có kim đỉnh ở đây luôn. Chói vào rồi. Tình huống sẽ khó cho Khai Thiên. Nếu không có, Vân đã có huyết sắc đào cứu giá từ 001 rồi. Vâng, một vài chém khá tốt của 001 giúp giải nguy tình huống. Kéo chúng tôi nữa rồi, lên cục đá thôi. Vỡ cục đá bên phía đối diện thì bắt đầu có người bị control. 006 đang mất khá nhiều máu. Trừ 99 rồi. Nguy hiểm rồi. Có nằm xuống không? Đã nằm xuống là 006 rồi. 001 cố gắng chém, tuy nhiên đã không cứu được bạn mình. Nhưng hai người của bên Thua Đề Bạc đang bị control lại ở đây. Bắn mê quân tử đường vào. Bị mê khá lâu nhưng không có một cái chói nào ở đây cả. Khá là đáng tiếc. Chỉ có Kha Thế Cực chói lại rồi. Có Đạt Ma Côn luôn. Vâng, chém luôn cái ảo vào đâu. Một pha combat khá là đẹp. Một pha combat trên cả vải nồi. Vâng, bị giữ lại rất lâu. Nhưng mà chị vẫn còn khoảng 30% máu. Tiếp tục là control ở đây. Không thể thoát ra được. 160. 160 đang đứng ngoài. Nhìn đồng đội mình nằm xuống chăng. 158 thì đã văng ra ngoài và còn sống. Nhưng mà ở phía bên này thì 159 đã chết rồi. 001 thì đã hồi máu thành công. Ông 006 này sao đứng lên ghê vậy. Sẽ có báo thù không? 158 ở đây. 158 đã có một cái làm tức vĩ. Trong tình huống vừa rồi thì một cái combat rất là đẹp, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có 159 để nằm xuống thôi. Lượng người giữa hai bên bây giờ đang là 5 đều. Bắt đầu trói vu vơ lại một lần nữa rồi. Vẫn chưa tập trung lại được. Nhưng tình huống vừa rồi thì có thể nói một pha combat cực kỳ đẹp và cực kỳ dài của Khai Thiên. Nhưng rất tiếc là chỉ có một người nằm xuống, họ đã không đủ đam cho tình huống vừa rồi. Ở đây một pha chói ba người của Thua Đeo Bạc. Có cả 003, 001, 001 ở đây thì có chém huyết hải rồi. Đang giải tỏa đồng đội mình rất nhanh. Một pha chói khác trúng hai người. Nhưng mà chỉ có 003 là ở lại thôi. 002 thì có phòng thủ nên không sao. 001 đâu rồi, có vào cứu hay không? 001 vẫn đang đứng ngoài chờ. Chói khá nhiều, đã vào rồi. Vâng, đã chém phóng hoa đầu đao để cứu bạn mình. Và 003 lần này có lẽ là sẽ thoát ra thôi. 002 thì đang đứng im ở đây làm gì đây? 003 thiên mã được rồi. Chói được 003 và 005 ở đây. Nhưng có 001 đang khai thế cực. Tiếp tục là chém phóng hoa đầu đao, tuy nhiên là chỉ trúng có một người là 158 thôi. Một pha chói không thành công. Lúc này thì 160 đang ở ngoài bắn tỉa vào. Bắn khá nhiều vào vị trí của 001. 001 khai thế cực trúng hai người. 161 đang gặp nguy hiểm ở đây. Có một cái hàng phong ẩm huyết ở đây. Còn rất thấp máu bị kéo vào rồi. Tuy nhiên chói control khá tốt là từ phía của 157. Nhưng Lục Long 001 đã vào đây và đè một cái khai thế cực vào. Trúng khá nhiều người đấy.
Tiếp tục có đèn ma côn, lại một pha công bắt đẹp của Khai Thiên Chăng. Vâng, trói lại khá tốt, ba người đang giữ lại. Vâng, có thể là Khai Thiên đang trồng CC khá là tốt khi mà ba bốn người của Thích Thua Đeo Hạt đang bị giữ lại và 160 đã phải nằm xuống. 161 và 158 thì thoát ra được, tuy nhiên cũng ôm đầu máu rồi. Thôi người ta chết rồi, quýnh chi nữa, qua quýnh người khác đi. Đây rồi, 161 đã bị hội đồng ở đây. Đang chém xong đau cười là cốc. Giải nguy khá tốt. Không có một, liệu có bắn nằm xuống. Người cầm cổ phổ của bên Khai Thiên đã bị nằm xuống rồi. Ở đây thì có hàng phong ổng huyết vào đép. Lúc này thì đang là 4v4. Có một cái khe tàu ở đây. Tiếp tục là đạn ma côn nhưng mà lục 157 đang chói cover khá tốt, không thể tiếp tục trùng khống chế vào. Ở góc xa xa trên kia thì 161 đang rất thấp máu, tuy nhiên đã bị miss tiên mã rồi. 158 cũng rất thấp máu, nhưng có Lâm Tức Vĩ đây. Liệu 161 có nằm xuống không? 161 khá nguy hiểm, tuy nhiên đã nhanh công ra thành công rồi. Có bắt được hay không? Lâm Tức Vĩ được rồi. Và hai người này 0405 thì ham dí và đã bị control. 02 thì đang đứng ngoài. Tình huống khá nguy hiểm cho đội Khai Thiên khi mà có hai người bị giữ lại ở đây. 161 đã thiên mã thành công rồi. 05 vẫn tiếp tục bị giữ lại. Hàng phong huyết không đủ đam đã thiên mã thành công rồi. Lúc này thì có lẽ sẽ lui về thôi. Có một cái phong hoa lui ra ở đây thì 04 sẽ trở về với vòng tay ô yếm của đồng đội của mình. Tiếp tục có bóng khói và rất nhiều skill trồng vào, tuy nhiên tất cả team Khai Thiên đã lui về phía sau, bắt đầu dàn thành cái hình vòng cung. Còn team Thua Đạt thì đang rất hung hãn dồn lên phía trước. Có người bị bắt lại ở đây. Đã thiên mã kịp thời, lúc nãy thì thấy rất là thấp máu nhưng mà đã thiên mã kịp thời rồi. Hai người đang bị giữ lại ở đây, liệu có control tốt không? Vâng, chói cover từ 003 nhưng hai người này vẫn bị chói ngược lại, chưa thể thoát ra được. Bây giờ mới thoát ra, cắm té quá muộn rồi. Và lại tản ra một lần nữa, tất cả lại đầy máu rồi. Chói được hai người nhưng có đép sẽ không làm được gì ở tình huống này. Một cái bát phương phong vũ tuy nhiên đã bị cắt lại rồi. Ồ, cắm hàng phong ổng huyết luôn, đó là 002, cắm 162. Nhưng sẽ có người tham gia vào ngay. Một cái khe tàu ở đây thì không được đâu. Lại một cái khe tàu khác rất cố gắng. Chói được 162. Có vào được điểm khai không? Không, đã bị cắt rồi. Có phong hoa ở đây, có lẽ là sẽ lui ra và thiên mã. Để coi còn mana không. Ui quá chừng. Thiên mã thành công là 162. Lúc này thì 162, 161 và 157 đang đứng khá gần nhau. Còn một người ở bên ngoài là 158 để cover bằng chói nếu đồng đội mình bị control lại. Và cả 8 người này đang lao vào nhau như những con thiêu thân. Tuy nhiên là hồi phục rất tốt đến từ cả hai đội. Chói được hai người là 002 và 005. Cả 003 nữa. Chém mấy phút phong vũ rồi, phong chiêu rất khó chịu, hai cái liên tục. Sẽ bị phong chiêu khá là lâu đây, không dí ra được. Và đã thoát ra thành công. Đáng lẽ thì vừa rồi thì không nên là chém song đao nhiều như vậy, phải có người chói chứ, mới giữ lại mới được lâu chứ. Bên này có vẻ thích, rất là thích song đao kìa là cốc. Đua nhau mà chém. Không, 04 đang gặp nguy hiểm, tuy nhiên đã thoát ra thành công. Tôi lại bị chói một lần nữa, lui xa xa ra xíu. 161 đang đứng hình ở đây. Tiếp tục sử dụng anti của đường môn, tuy nhiên là ở đây thì không có ai cả. Chói được một người, đó là 003 đang dồn đam vào. Tuy nhiên 003 đã thoát ra rất nhanh. Về vị trí của 004, la lên cứu tao. 02, 05 thì đang ở bên phía này. Lúc này thì toàn bộ đội hình của Thu Đạt đang đứng ở giữa. Nếu họ bị control thì sẽ rất khó khăn, tuy nhiên nếu họ đánh bật ra được thì họ sẽ đánh thẳng vào một cánh. Nhưng lúc này thì Khai Thiên cũng đã tập trung về phía bên cánh trái. Bên cánh phải là của Thu Đạt.
tiếp tục là bác phương phong vụ. Ô, ông này khai tàu được hai người luôn, trói khá tốt. Chồng CG chăng có lên đỉnh rồi, lên đỉnh từ vị trí của 005, không bị đánh mà cũng lên luôn, ghê thiệt. Đập một cái đẹp ma côn khó chịu đây, nhưng mà có đẹp. Ở vị trí bên này thì 162 đang bị 002 đánh rất đau, nhưng đã lại thiên mã thành công một lần nữa. Trận này thì không thể kết thúc bằng một combat như trận vừa rồi. Tuy nhiên lại có đẹp ma côn ở đây là vị trí của 158, trời rất tốt là 162. Bên này thì solo, hai ông này thì chạy mất. Ông này đang làm cái gì ở đây vậy? Ở cục đá này thì Lục Long 004 đang chém thanh phong kiếm rất rác vào giữa đền. Một pha control tốt chăng? Vâng, một pha bồ đam bằng phong hoa. Hai người đang bị giữ lại đó là 02 và 03. Tuy nhiên 03 đã lên đỉnh để đồng đội mình cùng thoát ra. Bác Phương Phong Vũ lần tiếp theo đội thua đạt, rất thích đánh sau đầu cơ lực cốc. Theo tôi thì chỉ còn một người đánh là đủ, còn lại là dùng để khống chế. Kim đỉnh một lần nữa, tiếp tục là Bác Phương Vũ từ vị trí của 161. Vâng, bắt đầu di chuyển qua phía bên này, đánh rất rộng. Hai người đã ở đây, 002 thì bị giữ lại, nhưng 162 thì còn thấp máu hơn nữa. 162 đã lướt lên cục đá này rồi, nhưng mà 002 đang gặp nguy hiểm. Hai người đang dồn sát thương vào anh, có thoát ra được không? Thiên mã một lần nữa chăng? Vâng, không ai dí đâu cả, đầy mana, máu sẽ đầy nhanh thôi. Rất căng thẳng, 162 đang thấp máu ở đây. 162 chỉ còn một nửa lượng mana thôi. 005 đang dí đâu, cắm một cái hàng phòng ống huyết, tuy nhiên là đã bị death rồi. Bạn người ta tới rồi kìa, chạy đi. Vâng, chói khá tốt là bên Khai Thiên. Vâng, một pha chói trúng cả ba người, một cái khai thế cực tàu có phá không? 003 đâu rồi? Vâng, và 003 đã phá được rồi. Tiếp tục là Bác Phương Phương Vũ, bên này là team cười lạc cốc rồi. 002 đang bị giữ lại ở đây, liệu anh lần này anh có thoát ra được không? Đang bị chém phong chiêu, đang đi bộ ra. Có đạt ma côn của 005 giải cứu đồng đội của mình là 002. 002 lại bị giữ lại một lần nữa. Ồ, hai cái chó liên tục, đang bị khoảng 3 người dùng đam, đang quay phong hoa chạy ra. 004 thì và 005 thì đang ở bên này đánh 162. Bỏ mặt 002 không ai lo, nhưng 002 rất nhanh chạy ra được. 003 thì đang khá tích cực ở đây, bị cắt rồi, khá đáng tiếc chỉ còn một hit nữa thôi. Chói được 3 người, một pha đạn ma côn khá tốt, đang xoay như trong trống. Tiếp tục một pha đập nữa, nhảy múa liên tục. Ôi, tim máu đỏ đang văng lên văng xuống. 162 đang rất thấp máu, có nằm xuống không? Đang chém vào dồn đam rất nhiều, tuy nhiên là vẫn còn đép được. Lại là đạn ma côn, có lẽ chắc chắn 162 sẽ phải nằm xuống trong tình huống này. Và 162 thực sự đã phải nằm xuống rồi. 157 đang ở đây, cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Và lại tưng lên một lần nữa, những pha đạn ma côn cực kỳ khủng khiếp của 002, làm cho toàn bộ đội hình của thua đạt phải tan vỡ. Lúc này thì bên phía Khai Thiên còn tới 1, 2, 3, 4 người, còn thua đạt chỉ còn có 2 người thôi, đó là 161 và 1, sao quá không thấy, đâu rồi, đây 158. Ở bên này thì còn tới tận 4 người đang lao vào găng bang, rất khó rồi. Và lúc này thì có lẽ là họ phải chuẩn bị đi đeo ạc thật rồi. 161 vẫn đang cố gắng bỏ chạy, tuy nhiên là có hàng phong huyết của 158 ở đây. 161 đầy máu rồi, nhưng mà 1003 thì không, 003 còn rất thấp máu. Lâm Tức Vĩ luôn, né ra xíu coi. Vâng, hai anh này rất lì. Có lẽ là sẽ không giết được 003 đâu, khi mà đồng đội của anh quá nhiều ở đây. Nếu mà để anh ấy bị giết thì thật là đáng trách. Vâng, đã thiên mã thành công là vị trí của 003. 161 vẫn đang đánh rất lì ở đây, rất kiên cường thôi tất cả các bạn. 158 và 161, tuy nhiên kết quả thì khó mà thay đổi được, khi mà bên kia có tận tới 4 người.
2-1 không chồng cũng què thì 4-2 nó cũng vậy thôi. Vẫn còn rất cố gắng. 158 đang bị móc qua móc lại, 161 vào chung vui. Rồi chém phong chiêu cười là cốc không thành công, bị té rồi. 158 đang thoát ra, thoát được không? Vẫn thoát được. Vâng, đã control được hai người ở đây rồi thì chắc chắn là lúc này sẽ nằm xuống khi mà rất nhiều cái chói nó đang chờ sẵn, châu trực chờ bị gom lại thôi. Lúc này thì chắc chắn là 158 và 161 tuy đã thi đấu rất kiên cường, tuy nhiên cũng đã phải nằm xuống trong tình huống này. Mặc dù họ đã câu kéo thời gian khá là lâu, tuy nhiên là 2-4 thì làm sao mà đánh được. Và họ liên tục chat chúng ta là những con mèo xong bắt đầu sủa gâu gâu, khá là khó hiểu. Và các bạn ơi, trận đấu lại kết thúc. Và ở hiệp 2 này thì Khai Thiên tiếp tục là người chiến thắng. Và đây là chiến thắng 2-0 cho Khai Thiên trong trận đấu thứ hai của ngày thi đấu thứ hai hôm nay.